còn nhé, cái Phương nó đá bóng như đàn ông, nó đọc qua đi đá bóng với năm con nhưng nó không chơi chắc chuyến con gái đâu. Con nào mấy tế con nhà tám kìa, giá quý tí kìa, tám con nhà Hồng ấy hả? Đấy con nhà Hồng Tuấn đấy, nó học lớp bảy nữa hả? Con đến học lớp bảy thôi, học lớp bảy rồi. Bọn em bảo ôi con đấy nó độc chơi đồ của đàn ông. Thì đây, nó bảo con em về nó bảo nghe con Phương độc đi đá bóng hết đá như đàn ông chứ nó chẳng chơi chắc chuyện còn kia đâu. Đã bảo là hôm mà ở nhà đánh nhau trên trường mà đứng cô đó bắt đứng yên mà một hàng mà 12 đứa con trai cũng năm gái. Gọi phụ huynh lên. Gọi phụ huynh lên mỗi con gái. Đã rồi, trận đấu được bắt đầu. Nắng lắm. Đấu đã được bắt đầu. Nay cả Xuân đấy cũng càng Xuân đấy để thôi. Ở Xuân đây chưa thế nào? Xuân nhài luôn. Có Xuân đó. Không đánh đi. Nhưng mà nay có. Ai? Xuân đi đâu nhỉ? Xuân đi kìa. Đá đá đá. Một tóc hai bên kia đi. Người dòng này như người trở lại em bé. Nóng quá mà. Nóng lắm. Lên đi ô chị. Chả có tí loa đài cho nó ủa chị. Không thấy ấy à? Không thấy. Con nhà ấy. Con nhà lành huyết không? Không phải con nhà lành. Con nhà thì ngồi đây cho đỡ lạnh. Xuân đây đấy, Xuân đây rồi. Đau kia chưa? Úi giời, giấy mình. Quân ta đây quân mình. Sân cỏ các cầu thủ Kim Châu một ở phía bắc. Sân cỏ các cầu thủ An Nạp ở phía nam. Chúng tôi xin lưu ý với các cổ động viên là chúng ta cổ vũ bóng đá là một điều rất tốt. Thì xong các cổ động viên chúng ta hãy đứng cách cái vạch kẻ đường của sân ra 1 mét cho chúng tôi. Xin mời các cổ động viên của Kim Châu một ạ. Bởi vì mấy ngày hôm qua hôm trưa chúng tôi đã không nhắc, bởi vì trời mưa nữa, cổ động viên chúng ta không ai đứng vào đấy. Và hôm nay thì chủ yếu là lực lượng các cổ động viên của Kim Châu 1. Các cổ động viên hãy thông cảm là chúng ta cổ vũ cho các vận động viên là một điều rất tốt. Xong thì chúng ta hãy vâng ủng hộ các cổ động viên và ban tổ chức chúng ta hãy đứng xa ra 1 mét. Và một số các bên đấy chả có vạch, bên đây nó có lẻ như lễ hùng nó đang bên tông ngồi để có thể các cầu thủ chúng ta có thể cứu vãn được những pha bóng nguy hiểm của Công Thành để bảo vệ Công Thành được tốt hơn. Kim một ăn nạp hiện nay thì gia đình của Lan Va ở xóm 3, quê ở xóm 3 An Châu, Đông Hưng, Thái Bình, đang công tác ở trong miền Nam. Và anh chị hôm nay có về quê hương và tài trợ cho giải bóng đá của thôn Kim Châu 1 là 1 triệu đồng. Ngoài ra thì còn là có quần áo để động viên các cầu thủ của thôn Kim Châu 1 cũng thay mặt ban tổ chức giải cũng như ban tổ chức của thôn trên này cảm ơn gia đình chị Lan Ba. Lan Khuấn. Vừa rồi thì các cầu thủ của quân Kim Châu 1 đã gây sóng gió ở Công Thành của các cầu thủ Hà Nam. Bóng ra vào đường biên dọc của cánh phải. Ném biên cho ném biên không phải đá biên đâu ạ. Và các chị nên nhớ như vậy. Các cầu thủ trẻ của chúng ta và hôm qua này đá góc đá không phải bóng đá di động. Và ôi giời ơi, nắng lắm. Bóng này được phá ra ngoài. Xem có rõ không mọi người ơi. Và đại viên tiếp theo cho các cầu thủ của Kim Châu 1. Nhân quân sâu của Công Thành của đội bạn. Thảo Khôi đấy. Một lần nữa, Kim Châu 1 đã đặt bóng ra ngoài để được đọc cánh phải của bản đại viên tiếp theo. Không phải là ném viên mà một quả bóng góc cho các cầu thủ Kim Châu 1. Quá nhẹ. Các cầu thủ áo trắng có làm thế cầu hay không? Không được. Bóng đưa đi hết từ bên ngang. Phát bóng cho các cầu thủ của Nam. Bên kia là xem dễ nhất. Nắng lắm.
tầm ngồi vào chỗ này cho nó khỏi nắng thì đấy. Ngồi đây này. Ngồi vào đây cho nó khỏi nắng. Bà thích khỏi nắng thì đưa cho bà cho nó giảm mỡ cho nó giảm béo. Đứng ngồi đấy. Chốc anh em lấy can. Con nó vào lên. Rất nguy hiểm. Vâng, là thủ môn của An Lạc đã kịp thời băng ra lấy được bóng, phát bóng cho cầu thủ An Lạc. Bóng nó vào lên. Các cầu thủ áo đỏ đã có bóng, không qua được cầu thủ áo trắng. Vẫn là cầu thủ áo đỏ rất cố gắng. Cô đồng bóng đã phá ra ngoài biên dọc của cánh phải, nhắm biên cho cầu thủ của đội một. Câu hai là hậu vệ rất chắc chắn của An Lạc đã phá bóng lên, bóng lại phá ra được biên dọc của cánh phải. Một quả nhắm biên cho các cầu thủ áo đỏ của quân An Lạc. Vẫn là thủ ngoại thể hiện của nhắm biên. Các cầu thủ áo trắng không nhận được bóng, và lúc này thì các cầu thủ áo đỏ có bóng. Vẫn còn hai cầu thủ áo đỏ, hai cầu thủ áo trắng, bóng được bán ra ngoài biên dọc của quả đá biên. Tiếp theo cho cầu thủ An Lạc. Vâng, thời tiết thì hôm nay có một phần ưu ái nhưng xong lại không tốt với các cầu thủ nữ, bởi vì những làn da của các chị đã bị cái nắng nó một phần ở đó sẽ ảnh hưởng đến làn da. Đánh xong một trận về nhặt xi nhiệt tình chưa cố gắng da rẻ nhặt xi cổ vũ của các cổ động viên cũng như quý vị khán giả, không những bằng tinh thần và vật chất cho các cầu thủ chúng ta rất tốt và rất nhiều, nên chị em vẫn phải cố gắng. Và đó là phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang trung hậu bất khuất rất là tuyệt vời. Ngoài những việc làm vợ, làm mẹ, làm bà, vâng, còn là những người yêu văn nghệ thể thao rất là đa năng và rất là giỏi. Lên rồi các chị, các chị em đang cống hiến những quả bóng rất là tuyệt vời cho các cổ động viên, quý vị khán giả chúng ta. Và bây giờ thì các cầu thủ áo trắng đang tổ chức phản công, không được, bóng này được phá ra ngoài biên dọc của cánh phải. Và để viên cho các cầu thủ của kim số 1, số 12, Thanh Nhâm thể hiện còn ở biên. Ông bầu Đình Thanh đang nhắc nhở các chị em phụ nữ ở kim số 1. Và Thanh Nhâm rút vào trong đội, không được. Lại như Thanh vào đá, cái bố của Thanh Minh là Nhâm. Các cầu thủ đỏ rất cố gắng phản công. Lúc này là cầu thủ đỏ phản công, có kịp hay không? Vẫn còn cầu thủ đỏ trắng đang lấy bóng chuyển lên. Và bóng bây giờ lại đến cho cầu thủ đỏ số 10. Không được. Số 13 rất cố gắng. Bằng rất nhanh, lấy bóng chuyển lên cho số 10. Kim cho 1. Vẫn còn, không được. Trọng tài Cao Toan đã thổi còi cho các cầu thủ An Lạc được hưởng quả đá phạt ngay từ trước khung thành của đội bóng Hồng Vui. Đi làm nó chẳng cái địa phương gì, nó chẳng cái kia gì, nó thì bé rồi. Không lên đến đây. Số 13 chuyền lên cho số 10. Số 10 có nhận được bóng không? Quá sâu. Không được. Bóng cầu thủ vẫn là cầu thủ áo trắng. Bóng lại trở về cầu thủ áo trắng, tắt ra cái trái. Hồng Nhân, không là Hồng Nhân số 8. Số 8 đẩy cho Hồng Nhân. Thanh Phương đẩy cho Hồng Nhân. Hồng Nhân rất cố gắng. Lại bóng lại được đẩy sang cái phải lên các cầu thủ áo đỏ. Bảo vệ khung thành rất tốt. Và lúc này Quý Liễu đã có bóng, đang dòng rất dài lên cánh trái. Bóng vẫn còn, Quý Liễu đang cố gắng. Không được, vẫn là Quý Liễu, không được. Và Quý Liễu và Hồng Tươi của Kiều Trọng Hồn đã có cái va đạp và bóng được đẩy ra đồng biên dọc. Ham quá là chết.
thường cái tí đéo nó kèm cái kia còn đáp kèm chặt to bằng hai đây nó kèm chặt cái số cái con kèm được mỗi một con này ba trăm mấy trăm cái giấy nó đá đá đéo đâu mà đá đá đâu mà kèm cháu thế cháu nó bé quá mày lại trông chán đời thật nó quá đéo nó mà cứ như thế này cái ôm chặt cái kia thì là chặt cái đéo nó bát đéo này có bóng nữa ôm thì ôm chứ không được giấy không được cầm kéo áo thế thôi không xem vợ nó giấy con Phương Anh ấy có kinh không nhỉ con nhà bên cho Lan Bái đi nhỉ bắt cò rủ cái số 1, số 11 Thanh Thảo. Thanh Thảo ném này, Thanh Thảo ở Hà Đạp nhận được bóng. Bóng đã đi hết được về ngang. Phát bóng cho cầu thủ kêu số 1. Nắng thế. Để hậu vệ giấy gì cứ đôi nào kèm đôi có gần có bàn thắng. Ôm nhau. Rất là cái phường như kìa. Ôm nhau cho ấm. Cái phường cái quần nào nó to thế kia nó kèm. Nó khổ khôn. Hoa lên. Bóng bám. Không được. Lúc này thì bóng là đến chân của một nhóm. Một nhóm đẩy sang. Thì nếu cố gắng số 8 của tôi chung một đó là Thanh Phương. Thanh Phương đang cố gắng tạt sang cái đồng đội mình. Có cho đội bóng số 11. Nó lấn chặt. Thực ra. Có thể không? Không được. Các cầu thủ đang cố gắng căng bóng lên. Số 13 Thanh Đào. Con nhà Liễu, con nhà Linh kia toàn đang xuống. Cho số 16, người đóng vào. Còn 5 con thương. Vẫn là cao cơ đồ, áo đỏ. Vâng, bóng này tiếp tục tiến trên cao cơ đồ trắng. Rất lợn quẩn. Đúng rồi, ngồi đấy. Không ai thể hiện là trần thức. Rất tiếc, vẫn là cao cơ đồ áo đỏ đẩy bóng sang ngang lại. Kiếm cho một tấn công ác phép nhưng chưa có quả sút nào. Và lúc này thì bóng đã được chọc ra ngoài đường biên dọc của cánh trái. Đó là chúng đầu gối. Ném biên cho cầu thủ. Đầu gối nên mới phải ra chứ không chạy được. Sưng tím rồi. Cho một. Anh em. Căng hết cả phần trên. Biên. Căng hết. Không có ném vào. Đau không được. Không quỵ ở đầu gối vào đất được. Cầu thủ. Và cầu thủ đỏ đã chạm bóng vào tay. Vào những cái phần khác còn đá được cái chúng. Trong một pha đỡ bóng từ quả đá biên. Khớp rồi nghỉ. Chúng ta đã ban cho các cầu thủ kêu chúng được hưởng quả đá phạt. Ngay từ bên cánh trái của khung thành của một đồng vui. Thôi đi. Rào. Bắt đầu vào. Số 8 là người thể hiện. Thanh Phương thể hiện quả đá phạt đã đúng vào hàng rào của các cầu thủ. Vâng là các cầu thủ áo đỏ đánh đầu ra và tiếp tục một quả chốt và rất tốt. Vẫn là chân nối. Là bóng đá làm rung lưới các cầu thủ. Thì lần này các cầu thủ của Kim Châu Một với tỷ số 1-0. Bốn hộ cứ muốn quả cũng được. Của thằng nào đá được cái nhỉ? Con nào đá được? Đá được 48. Lấy cái lại còn nó à? Thế là thưởng rồi đấy. Kinh mẹ con kéo. Tươi nhà mình đá đỉnh thật thế khiếp. Cái quả đấy đứng đàn ông. Móc xa nhỉ? Không mà được phá ra ngoài đường này bên dọc có cánh phải nếu biên cho các cầu thủ của Kim Châu Một. Ở xem đông khán giả đông không kín sân luôn quả biên nữa kìa có khéo sân Mỹ Đình thì còn chưa đông bằng khán giả đông nghịt luôn có xong lại ấy tăng lên ngoài đây là cho các cầu thủ ăn học và lúc này thì cô Hoài mang áo số 4 của ăn học lên thể hiện quả đá biên. Một hậu vệ cực kỳ chắc chắn của quân đội Nam. Thế thì quân đội Nam nhắm rất sâu vào cho đội bạn nhưng các cầu thủ áo trắng đã có bóng. Lúc này thì Hồng Dâm đang tổ chức phản công chuyền lên cho số 8. Quá nhẹ, số 8 đã nhận được bóng. Vẫn là Hồng Dâm tạt sang cho ai? Vâng, Thanh Xuân. Thanh Xuân đã đưa bóng vào rất sâu. Hồng Dâm, không kịp. Cầu thủ Đồng Vui đã kịp thời băng lên và ôm vào bóng. Bắt bóng cho cầu thủ Hà Nam. Bóng nó bắn lên. Đấy, lên đi. Và cầu đỏ trắng. Chuyền lên cho Hồng Dâm không hiểu ý. Và lúc này thì số 8 Thanh Phương đã nhận được bóng.
vẫn còn. Thành Hương đang rất cố gắng và rất nhỏ và rất nhanh, đồng bóng quá lại vẫn là cái tay chân không được. Vậy không nhầm, tạt lên cho đội của mình, số 3 tạt đầu nhầm, quá chậm và trả lại rất nguy hiểm. Trả lại như vậy thì rất nguy hiểm ạ. Làm gì được nó đâu, không làm gì được nó đâu. Khi các cầu thủ An Nạp băng lên thì dòng bóng quá dài của số 10 An Nạp, dòng bóng quá dài, bóng đá không kịp khống chế bóng. Các cầu thủ áo trắng băng về hỗ trợ để bảo vệ khung thành của mình thì bóng đã đi hết đường biên ngang, phát bóng cho cầu thủ chuyên cho một. Và nếu các chị không như nam giới và các chị lại quyết định đưa bóng về nhà là một biện pháp cực kỳ nguy hiểm cho khung thành của mình. Nếu như các cầu thủ của đội bạn mà kịp thời băng lên thì có lẽ rằng lưới của khung thành mình sẽ bị rung lên. Nên là ban tổ chức cũng lưu ý với các cầu thủ nữ là chúng ta không có đứt duyên, nên chúng ta không nên đưa bóng về nhà. Và đưa bóng về nhà là một biện pháp không an toàn một chút nào. Ném biên cho các cầu thủ của An Nam. Hồng Liễu thể hiện quả ném biên. Em đi đâu nữa. Đấy, được thò. Được rồi, đó. Ông rồi. Chạy qua bóng. Ông rồi. Qua, cầu qua. Gảy lên số 3 rất đông các cầu thủ trắng mà không lấy được bóng để cầu thủ đỏ đã có bóng trong chân. Chuyền sang bên cánh phải. Sân này chuyền vào giữa. Và các cầu thủ trắng lại có bóng. Thành Xuân. Thành Xuân có làm được câu hay không, có qua được số 3 hay không? Vẫn là Thành Xuân. Thành Xuân chuyên dòng bóng rất dài và rất xa. Và các cầu thủ An Học đã kịp thời bắn ra pha bóng về biên dọc. Ném biên cho cầu thủ Kim Trung 1. Số 13 thể hiện của nam biên. Đó là Thành Đào. Ném rất sâu vào cơ thể cầu thủ bạn. Một quả vô lê rất nguy hiểm, bước ra đánh nhau rất nguy hiểm, rất luống cuống, rất quần quần ở trong khung thành của đội vô địch vui. Bóng lại trên đẩy lên trên rồi, lúc này thì các cầu thủ áo đỏ có bóng quá mạnh, không được, không chơi được bóng. Và các cầu thủ nào không có chơi được bóng ra ngoài thì phải đọc ném đưa cầu thủ của Kim Trung một. Bóng được ném vào, bóng đang chuyển ra phía giữa của khung thành. Lúc này thì tay đào của An Nạp băng lên rất nhanh cho lấy được bóng, không chơi được bóng, bóng ra ngoài đi bên dọc của cánh trái. Chẳng đá được qua có một thằng chứ. Vâng, có lẽ bóng đá chạm vào chân của Hồng Dâm cứ chống mông ra phía ngoài. Còn đem biên cho Sánh Sánh của An Nạp. Vừa lên xem giấy tờ xong, bây giờ đã xem bóng rồi. Giấy tờ xong rồi thì xem bóng. Chứng bóng, ai chứng bóng? Đông như thế này khán giả đông nữa là đông. Hết bóng rồi. Mẹ, ta phải bỏ bẫy bắn mía thì đánh bóng. Để liễu lém cho. Đang vào xuân mà phải bỏ bẫy bắn mía thì đánh bóng. Mọi người xem có rõ không? Lúc này thì các cầu thủ áo trắng phản công nhưng đã để mất bóng. Để mất bóng lại. Thu hai. Có lên số 11. Anh Đào, anh Đoàn không được. Bóng đã phá ra ngoài biên dọc của cánh phải. Và ném biên cho các cầu thủ kêu cho một số 13. Thể hiện còn ném biên. Số 5. Hai bên cùng quán. Bên nào cũng quá. Nắng quá. Em bên cho có đồ ăn nạp. Giữa mà ra ngoài cái cánh phải.
Cô ai đây của nhân viên? Môn bên này lên mẹ tấn công hôm qua. Lòng bóng tứ này không chuyển cho ai. Vâng. Hồng Nhân, số 12 xuất xa. Không thành công của Hồng Nhân. Vẫn còn. Số 11. Số 8. Không thành công. Lúc này thì Thanh Thảo và Hồng Nhân đã có bóng và Hồng Tươi đã hậu vệ băng lên phá bóng ra được biên dọc của cánh trái một quả ném biên cho các cầu thủ Hà Nam. Còn tiền đạo nó không chạy nhỉ? Nó không chuyển chỗ nhỉ? Thời tiết thì hiệp 1 vâng hơi bị nắng một chút, nắng thật đấy chứ hơi bị gì cậu cực nắng luôn đấy, quá nắng luôn. Ông Leo tôi ngồi còn hoa cả mắt rồi. Leo Leo phải cho số 6 vẫn là Hồng Leo và số 13 không thành công. Lúc này thì các cầu thủ ở trắng số 13 và số 3 không phải là Thạch Thảo đó là Hương Giang. Vâng ạ. Nhóc luôn. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ rất cố gắng đẩy bóng lên số 10 tạt sang bên cánh phải cho đồng đội của mình, nhưng đồng đội của mình không nhận được bóng. Và lúc này thì Hồng Dâm đã có bóng rất khéo đáo, dòng bóng quá dài thì thu hoài số 4 của An Nam đã băng lên và tươi là Thanh Đảo Hồng Tươi sút mạnh lên cho số 8 của mình. Hồ về lên giữa sân. Vâng, Hồng Liễu băng về đã phá bóng ở biên dọc của cánh trái của vận động viên cho cầu thủ qua một tiếng rồi tấn công Hồng Dâm mang áo số 12. Tiếng qua ăn hai quả hay nhờ tiếng. Thành Phương áp lên nhau đâu số 12 không thấy đâu. Chắc ngồi chỗ khác xem. Không phải số 2, số 13. Giờ chẳng số 10 Thanh Xuân. Chắc đi hiệp 2. Không có việc gì chứ bà hăng lắm. Bóng ra ngoài đường biên dọc của Khánh Sài. Và đường biên cho các cầu thủ của Hà Nam. Cô Hoài mang ra số 4 lên thể hiện của đường biên. Kèm người chặt phết. Kinh không? Ôi giời. Thông nhau bóng nó đẩy rất sâu, các cầu thủ áo trắng đã pháo bóng đẩy cho số 10 Thanh Xuân. Thanh Xuân tạt sang phía giữa cầu thủ nữ, không được quá chậm. Các cầu thủ nữ đã không có tốc độ nhưng lại chuyên trong bóng rất dài và chút đi chút không ra được. Không tốc độ thì chúng ta dòng bóng dài thì lại bị các cầu thủ của đối phương sẽ chặn bóng và đẩy ra hoặc sút lên. Đấy là chân sút được. Một cái tội của chị em chúng ta như vậy. Nắng này là rứt đầu đấy, đau đầu đấy. Ném biên cho cầu thủ của kia cho một số nào bị cao huyết áp và tăng lên rồi. Ném rất sâu vào, thấy chưa? Không được. Bóng này đẩy ra ngoài được biên dọc. Một quả ném biên tiếp theo cho cầu thủ kia cho một. Ném sâu trong đội của mình. Có nhận được bóng không? Không được. Bóng đi hết đường biên ngang. Cầu thủ môn Hồng Vương phát bóng cho các cầu thủ Hà Nam. 6 giờ 15, 4 giờ 15 đến 20. Được 20 phút. 10 phút nữa hết trận đấu. 70 chứ, 60. 70 phút. Muốn trận 35 phút. Cho tiếng nhạc cũng không buồn, cho nó rôm rã. Nắng không có sức nữa mà chạy như vậy, hôm nọ nó mát. Nay cứ kìa cái gì, nay nắng chạy thế là nhọc. Bóng ra ngoài được đọc, cánh phải ném biên cho cầu thủ kia trong một ném rất mạnh. Ngồi đây và cho đồng đội của mình trả lại cho đúng rồi. Vẫn còn một mình một bóng rất trắng không sút lên được và bóng đi hết tỷ số 1-0 phát bóng cho các cầu thủ An Nạp ghi 1-1 An Nạp 0. Để
Ngủ liệu không? Bỏ nó qua lên. Các quả giò trắng đã nhà được bóng. Rồi bây giờ những cơm giò ghê lắm rồi. Không phải dương gian. Một quả bóng rất bổng, rất vui rồi. Thành đâu? Giói. Thành Phương. Bây giờ trả đón nhóm. Nói nhóm trên trên trai. Nhóm quá bình tĩnh ạ. Vâng, các cầu thủ chúng ta áo đỏ thì rất lóng ngóng. Bút lên cho Thành Phương không được. Vẫn là các giò trắng. 2-0. Một con Phương. Phương 2-0. Liệu có làm kỳ tích như Phương Anh không? Mà có liệu có làm kỳ tích như Phương Anh mới không mới quả. Tỷ số được nâng lên cho các cầu thủ của Kim Giáo Vật với tỷ số là 2-0. Thành người. Vâng, và đó là cầu thủ số 8 Thành Vương của Kim Giáo Vật. Thành người. Có rất nhiều cố gắng. Vâng. Ngay ở những hiệp trước thì cầu thủ Diên Dương đã ghi được rất nhiều bàn. Và trận này thì Thanh Dương đã ghi được 2 bàn. Vẫn là Thanh Dương rất nhanh. Đâu lên tập sang. Đội 13 không thành công. Rất trước. Và từ một quả chuyền rất nhanh của Thanh Dương số 13 đó là Hương Giang. Không thể hiện được chân sức của mình. Đâu à? Và chỉ muốn là đâu à? Bóng Phương ra ngoài. Và lệch không thành của đội bóng đỏ vui quá xa. Thế được Bình Nga phát bóng cho các cầu thủ của cao thế kia mà như mẹ với con mà không làm gì được nữa. Cây chuối cứ lần chuối qua đây quá nhẹ các cầu thủ chặn lại cứ lần chặn nó bé nó lần rồi. Phút đầu của hiệp một thì quý vị như là các cổ động viên chúng ta quan sát thì các cầu thủ trắng sẽ khống chế bóng rất nhiều và hầu như các cầu thủ áo trắng sẽ làm chủ bóng ở trên sân. Bóng được chuyển đến số 10. Không được. Số 10 đã dùng tay chơi bóng. Vâng, như trận trước chúng tôi đã nói là cái gì thờ vào bóng thì được, nhưng chân thờ bóng được, cái tay thờ vào bóng là bị phạt. Cứ thờ vào bị phạt, không tin cứ thờ vào theo, bị phạt ngay. Và rồi thì cầu thủ số 10 tay bóng là trọng tài phạt luôn. Vâng, một quả phạt đúng hàng rào. Công nhân không được, bóng này ra ngoài biên dọc, nhắm biên cho cầu thủ Kim số 1. Bóng này là hàng rào của cầu thủ áo đỏ. Lấy chồng người đẻ đứa này là đẻ đứa này. Trọng tài chỉ tay sang bên này thì bên kia phạt sang bên này. Thì tay sang bên kia thì bên này phạt bên kia. Úi dồi. Số 11. Không được. Cầu thủ trắng này đẩy bóng ra ngoài để bên học. Và để bên tiếp theo cho cầu thủ An Nam. Rồi. Bóng rất sâu. Rất bình tĩnh của Hồng Nhâm. Hồng Nhâm quyết định chốt bóng ra ngoài để bên dọc. Một quả phạm lỗi của các cầu thủ Kim Châu Một ngay ở trước vạch. Rất may là còn ở ngoài vạch, nếu trong vạch là bên đi đấy ạ. Và nên các chị phải biết rằng là nếu như phạm lỗi ở trong vạch, cái vạch trắng mà ban tổ chức đã kẻ cùng anh cùng Thành đấy, chúng ta bị phạm lỗi ở trong vạch là bị bên đi đấy. Đây là nên các chị lưu hạn chế phạm lỗi ở trong vạch. Một quả phạt cực kỳ nguy hiểm. Một góc sút tương đối là rộng. Và sút bóng ra ra của các cầu thủ Kim Châu Một. Và đúng đây thì các cầu thủ Kim Châu Một có bóng phản công. Thành Xuân tặng sang cho đội của mình ở phía giữa. Vâng, các cầu thủ áo đỏ rất cố gắng. Không được. Mặc dù các cầu thủ áo đỏ băng về rất cố gắng nhưng không thành công. Bóng đã đi ra ngoài được biên dọc nhắm biên đến cầu thủ của Kim Châu Một. Thành Xuân vẫn là các cầu thủ áo trắng rất luồn quẩn. Số 13 Hương Giang. Hương Giang hất bóng không thành công, vẫn là Hương Giang không được. Bóng được phá ra ngoài để biên dọc ném biên đến cầu thủ của An Nam. Thằng kia cứ chăm sóc mình đấy. Quên không đi đâu cả.
bóng nó ném lên, bóng về ba, đội bóng truyền vào rất sâu lên cầu thủ hết, giấy cáo giấy giả, các cầu thủ của Hà Nội đã có bóng đang tổ chức phản công không qua được các cầu thủ áo trắng, hàng rào phải nói là bảo vệ khung thành của cầu thủ áo trắng rất tốt và hỗ trợ. Các cầu thủ của Hà Nam vẫn là thủ ngoài mang áo số 4, một hậu vệ cực kỳ chắc chắn của Hà Nam thể hiện có đá biên nhắm lên cho đồng đội mình thì số 4 của Kim Hột đã có bóng chuyển sang cho số 10 Thanh Xuân. Thanh Xuân là một trong những hàng tiền đạo rất là tuyệt vời của Kim Trung Hột, nhưng mà đến mùa bóng này thì chị chưa phát huy được khả năng của mình, bởi vì có lẽ là sự kèm cặp rất chặt của các cầu thủ đối phương nên chị không thể phát huy được. Lúc này thủ ngoài đã có bóng chuyển cho Thanh Đảo không được, ông Nhâm lại băng về quả bóng lên Thanh Xuân. Thanh Xuân chuyển sang cho đồng đội không được, số 13 Hương Giang Giang đã đẩy bóng lên. Lúc này vẫn là các cầu thủ áo đỏ đang lấy được bóng tổ chức phản công, số 10 chuyển sang cho ai không chính xác, số 13 Hương Giang đã có bóng rút xa hay chuyển cho ai chọc sang như của mình, số 10 Thanh Xuân. Quá nhẹ vào đúng rồi, vào Hồng Vui đã phán đoán được bóng, ôm bóng lên tiếp lên cho đội này, số 11 đã chạm bóng không được, không khống chế được bóng, bóng ra ngoài để dọc cánh phải ngoài lên ném lên Kim Trường một đâu của Kim Trường một ngon giả thế này quả này không thành công, bóng với con Hồng Nhâm đặt vào số 8 Thanh Phương, vẫn là cầu thủ áo trắng số 16 Thanh Xuân đặt quá sâu, sâu ở đây phút luôn là ăn đấy nhỉ, không đưa cho ai, không phải là đá mà không đưa cho ai, và một quả chuyền không chính xác, bóng đến được bên ngang của thủ môn Hồng Vui phát bóng cho các cầu thủ của Hà Nam. Bóng chuyên đá nửa sân. Bóng đến chân cầu thủ Hà Nam. Lên. Mãi mới được. Bóng. Không được. Ném về cho cầu thủ kia cho một. Ném bóng một tay. Không hiểu luật. Thế là khá, lần đầu tiên đá còn linh tinh nữa cơ. Không có đâu mà lần. Ô đàn ông chả hôm nọ chả vẫn có người lém một tay. Thì người ta có ấy đâu. Quên. Không phải quên. Sao mà nhớ được. Nhà ơi lắng quá. Ngoài. Chúng nó nhập vất mẹ. Đồng biên các cầu thủ áo trắng ở đây. Đào lên. Vâng, các cầu thủ chuyển sang cho đồng đội của mình thì Thanh Hồng Nhâm. Thanh Nhâm đấu bóng. Bóng quá dài. Các cầu thủ của áo đỏ đã đẩy bóng lên và áo trắng lên số 3 đã nhận được bóng, chuyền lên phía trên đầu mình Thanh Xuân, không được, Thanh Xuân không có chơi bóng thì nó bị ngã, bóng ra ngoài để bên dọc của cánh phải của quả đá biên cho các cầu thủ của Hà Nam. Ngã cũng không sao. Thanh Xuân của Hà Nam thể hiện quả đá biên không được, tiếp tục vẫn là Thanh Xuân để quả đá biên
đã có đồ nào được rồi của nhân viên tiếp theo. Hai đờ 5.000 một cái. Lần này thì thu hoài băng lên thể của đội viên. Các cờ đỏ đỏ dâng hết lên khung thành của thủ môn của Nghi. Và đã rằng muốn cứu vãn một bàn thắng cho đồng đội của mình. Lúc này thì các cờ đỏ áo trắng đã lấy được bóng. Đường Giang đã lấy được bóng số 13 của kỳ thủ môn đẩy đến số 5. Số 5 tạt dành cho Thanh Xuân, không phải là Thanh Xuân, bóng quá dài. Khi các cầu thủ kim số 1 băng lên không kịp thì cổ động viên đã phán đoán được là chính nhanh chóng băng lên cầu bóng 54 một quả lưới của cầu thủ môn. Các vị các cầu thủ của chúng ta nên nhớ là chúng ta có bắt bóng thì bắt trong vạch, cái vạch đấy là vạch dành cho thủ môn thì trong vạch trở lại thôi ạ. Các chị ra ngoài, các chị vồ bóng thì bây giờ đi rồi, bảo rồi cứ đọc và gì nhưng lấy chân là đọc được. Cái đấy là nhắc người ta. Đặc biệt là vạch người ta đã cho phép rồi thì lại lấy vô ngoài vạch rất nguy hiểm. Một quả penalty, penalty thì các cầu thủ chúng ta tính hết. Thằng nào đá? Xuân à? Hả? Bác ngồi xuống nhé. Vâng. Ôi, Phương nó ba quá. Đình nó ba quá. Vâng. Ba không ạ? À? Ba không ạ? Đọc quân này đọc Phương cái đánh. Đánh cứ là bố nó chịu ba không. Bố bảo là cứ 300 một quả. Con gái. Đây là Tuấn này, đây. Số 8 này. Số 8 là bố treo giải cứ 300 một quả. Nó làm ba quả thôi. Tuấn Thanh, con nhà chị Thanh. Cháu vào ông, cháu Vĩ rồi. À, đây. Cháu nhà Thanh. Tuấn Hồng. Cháu nội nhà Thanh. Ừ. Tỷ số 3-0. Nghiêng về kim châu 1. Không đá nổi nữa. Không đá nổi, yếu lắm rồi. Nhọc rồi. Cú ơi. Cú áo xanh ơi. Bóng của cú này có đi ra. Chỉ chạy thôi, chạy theo bóng chứ không làm gì. Nhọc chứ không chạy nữa. Chị em phụ nữ đâu phải như đàn ông. Gần hết giờ rồi, 56 phút rồi. 4 phút nữa đúng không? Đâu. Thảo ơi. 5 giờ thế đánh bao nhiêu phút? Đánh 35 phút. 5 phút thế đánh. Chắc còn bù giờ. 15. Nó quên đồng hồ. Nó quên khối. Duân thấy hay quá để cho đá. Cháu chủ yếu đồng hồ, chủ yếu trọng tài chứ. Tỷ số 3-0. Đấy mà. Còn hiệp 2 nữa cơ mà. Cái tầm đá còn nhiều. Kiểu cảnh này con bao nhiêu. Ăn đủ. Nắng quá đó. Nắng quay. Không biết có nhìn thấy cái gì không. Mọi người có nhìn thấy cái gì không. Một quả phải góc cho các cái đồ kinh cho một. Bóng được bán ra ngoài được bên lòng. Hết giờ. Anh Vàng. Hết giờ rồi mọi người nhé. 3-0.